Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hôm nay thì anh em mình rất là vui các bạn ạ, khi mà vừa từ Long An trở về Sài Gòn thì được đón tiếp một vị khách rất là đặc biệt, đó là anh Phạm Văn Mách. Ok, Mách chào mọi người. Hôm nay rất là vui. Một cái việc mà rất bất hưởng trong một tuần vừa qua, đó là sự trở lại của Mách từ Hàn Quốc, một giải vô địch thể hình thế giới, và cùng gặp lại anh Hải và tất cả các bạn đồng nghiệp. Một cái niềm vui thật sự là Mách muốn chia sẻ ngay ngày hôm nay. Thực sự là trong khoảng 2 tuần trước thì mình cùng với anh Hải đã giao lưu cùng với anh Phạm Văn Mách lần đầu tiên trên kênh Sapa TV rồi. Và sau đó thì anh sang Hàn Quốc để thi đấu cái giải thể hình vô địch thế giới, đúng không anh? Thì anh Mách phải nói là lần đầu tiên mà có một người Việt Nam mà 47 tuổi các bạn vẫn vô địch thế giới ở hạng cân 56kg. Thì hôm nay mình cùng với tất cả bạn gặp lại anh Mách để chúc mừng cái huy chương vàng vô địch thế giới, cũng như là đặc biệt hơn nữa là để mình và bạn Diễm gửi tới anh Mách cũng như là anh Hưng một cái món quà. Mình không biết đây là món quà hay là cái phần thưởng hay là một cái gì đó áp lực nữa, tại vì đây là thiệp mời đám hỏi anh Mách. Bất ngờ luôn đó hả? Wow. Anh tưởng em ế đúng không? Không phải. Không phải, niềm vui là vừa Mách vừa bất ngờ xong. Dạ. Rồi em với lại Phạm Dũng à. Anh nói ông xã hơi sớm đúng không? Dạ. Em và Phạm Dũng báo một tin vui nữa, thật sự rất là vui luôn á. Dạ. Niềm vui nhân đôi luôn á. Dạ. Hôm nay là okay. Song hỷ lâm môn nên là đúng hôm nay là không có lý gì không say. Thế thì là đang ở chỗ đây, là phía sau là Vitexco, là biểu tượng của Sài Gòn. Thì em và anh Dũng trân trọng mời anh Mách ngày 28 này về Long An về quê em, là cùng chung vui với lại hai đứa em và gia đình. Dạ, cái này thì em xin phép và gửi anh. Hôm nay là sẽ có hai lý do: một là mừng cái huy chương của anh, hai là em đi mời đám hỏi. Ok. Còn bên này thì em mời anh Hưng. Rồi dạ, anh hứa là ngày đấy là anh sẽ về. Và anh cũng đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Ngay chiều nay anh có nhắc Dũng luôn. Dạ. Cảm ơn em và dạ. Dũng, anh sẽ tới mà. Anh Hưng cũng là người trước đây đã theo dõi kênh em rồi. Đúng rồi. Dạ. Thì anh có theo dõi kênh của em đến nay là hơn 3 năm rồi đấy. Wow. Như anh là một khán giả, đây là anh đại diện khán giả của kênh Phạm Dũng luôn á. Thực sự khi mà mình biết tới anh Hưng, khi anh Hưng ra ngoài Lào Cai để lắp cái phòng gym của công ty MBH cho nhà anh Hải, thì mình rất là muốn mua những thiết bị của công ty anh Hưng để lắp đặt một cái phòng cho bạn Diễm. Nhưng mà rất tiếc là hiện tại là Phạm Dũng ở chung cư, cũng như nhà mới thì chưa xây nên là chưa lắp được. Nhưng mà hy vọng là sang năm mình có thể có điều kiện để sang công ty của anh Hưng làm một cái phòng gym chuẩn tại gia đình luôn. Còn ngày hôm nay thì để chúc mừng cái sự kiện đặc biệt, đầu tiên lý do quan trọng nhất đó là cái huy chương vàng của anh Phạm Văn Mách, và thứ hai nữa là mời ăn đám hỏi, thì mình có chọn một cái nhà hàng rất là đặc biệt. Nhà hàng hôm nay là một cái nhà hàng mà phải nói là hiện đại, sang trọng bậc nhất ở khu vực trung tâm quận nhất luôn nha các bạn. Thì bây giờ anh em mình đi vào nha. Ok. Hàng Dương Quán. Toàn bộ nhà hàng này là phòng VIP hết nha các bạn, và mình đã ăn lần đầu tiên cách đây mấy năm rồi. Ở đây thì các bạn có rất là nhiều những cái mặt hàng hải sản mà các bạn phù hợp để mà mình có thể lựa chọn để tiếp khách. Thì mình sẽ, kênh Phạm Dũng thì luôn đa dạng trong việc review từ quán ăn vỉa hè hay là mọi cái, tùy theo cái điều kiện nên mình sẽ quay và chia sẻ với các bạn luôn nha. Chào anh ạ. Ôi, quá. Xin chào anh. Hình như anh là đầu bếp chế biến các món Nhật đúng không anh? Dạ đúng anh. Với là đặc biệt là giới thiệu với cả anh Dũng và anh Hải này, đặc biệt là nhà hàng Dương là có cái dòng cá ủ tươi công nghệ mới nhất bây giờ. Dạ. Tức là những cái sản phẩm công nghệ mới nhất bây giờ là cái dòng tủ này là chuyên để ủ cá tươi đó anh. Dạ. Tức là mình sẽ không để trong cái tủ lạnh lâu nay để nữa, mà cái tủ này là tủ chuyên dụng luôn. Tủ chuyên dụng của nó, mà nó giữ cái cá tươi, mà cá nó không bị đông cứng. Giống như thường thường mình ăn cá mà sashimi là cá sống. Cái cá đó thì nói chung là xưa giờ mình ăn nó là phổ biến. Dạ, cái này đặc biệt là nhập mà ở nước ngoài, bên Ý. Dạ, nhập nguyên cái. Cái công nghệ ủ lạnh này là thường nó dao động khoảng nhiệt độ nào ạ? Nó tùy theo cái nhiệt độ, tùy theo cái con cá và cái trọng lượng của con cá nữa. Dạ. Thường thường thì con cá mà khoảng 5-6-7 kg thì nó thường thường nó dao động vào khoảng tầm 10 tới 15 ngày. Còn cá mà tầm 3 kg đổ lại thì nó khoảng tới 3 tới 7 ngày. Thế thì cái độ ngày để mình ủ là nó sẽ quyết định được cái vấn đề chất lượng của con cá cho nó ngon. Dạ. Thấy con cá hồi trong kia là bán để có thể được 10 ngày là ok. Mà cái món này là rất phù hợp với anh Phạm Văn Mách luôn. Nó gọi là tươi đúng không anh, mà không có gia vị gì cả.
sashimi. Thực sự là đối với lực sĩ á, những cái thức ăn chẳng hạn như cá nè, là một cái loại mà thực sự là một cái thực phẩm là chọn lựa hàng đầu. Vì nó thứ nhất là hàm lượng đạm nhiều, cái thứ hai nữa là mỡ nó ít, và giờ trong mỡ nó có dầu omega 3 thì nó rất có tốt cho sức khỏe luôn. Chuyên gia về cái này rất là khi anh Bách và anh Hải dùng thử nhé, đặc biệt cái cá này ấy, khi mình ủ thì cái cá nó sẽ làm cái thịt cá nó tơi, nó dẻo, và đặc biệt khi mình ăn vô nó cảm giác nó sẽ ngon hơn rất nhiều, nó ngọt nữa. Ôi dạ. Triển khai luôn. Chỉ là tơi hơn, mềm hơn, ngọt dạ. Đậm vị. Và đặc biệt khi mình ủ trong này nó sẽ rút cái nước dạ. Và đặc biệt là nó diệt khuẩn. Nó không làm cái cá khi anh chị ăn vô cảm giác nó sẽ không có mùi tanh. Dạ, nó hay hơn cái con cá mà ở sống. Ý là anh cho em địa chỉ em mua cái tủ rồi nhá. Em mua. Mình sẽ gọi set sashimi các bạn ạ. Đấy. Thì anh cứ thử, anh Hải dùng thử. Không, cái này là em giới thiệu chân tình. Anh Hải dùng thử, tại vì em biết anh của mình. Anh nhưng mà bây giờ bọn em order một set sashimi, có bỏ ra đây, xẻ luôn đây cho anh em. Được anh. Thế thì mình làm luôn đi. Dạ. Đây. À, trong này hiện tại là mình có thể xem con cá bên trong không? Được, em lấy cá hồi ra đi. Lấy cá hồi cho anh. Dạ, tại vì có những con cá bán set, còn có những con cá thì mình phải bán nguyên con. Dạ. Bán set đi, anh làm một set đi. Dạ, để em làm cái set lấy cái cá hồi đi, cái hồi cắt cho anh đi. Cá hồi với cả cá. Nhưng mà anh có anh đầu bếp là nhìn thấy uy tín thôi. Dạ. Anh ra tay nha. Rồi. Dạ, đấy. Đầu tiên là mình sẽ xử lý cá hồi nha. Đấy, anh em mình thì đi ăn rất là nhiều nhà hàng rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình gặp cái tủ đựng cá như này đấy. À, em cắt cá hồi đi, cắt anh Hải. Dạ. Rồi. Đây, đúng rồi. Cái này thì mới nhất đấy hả? Có này là sẽ nửa con rồi ha. Dạ, có sẽ nửa con rồi chị. Nhìn con cá nó rút nước cảm thấy nó khô, nó quánh lại, nó rút nước nó khô làm cá sẽ dạ, dẻo. Nó mình bán cái đâu rồi mình xẻ tới đó luôn. Dạ. Như mình bán 300 g nửa ký hoặc là 1 ký rồi á. Em cứ lấy cái phần bụng, lấy phần bụng ngon nhất cho này cá. Lấy cái loại thượng hạng. Diễm cũng là một người bán cá hồi và Diễm cũng là người đi quay hải sản rất là nhiều, nhưng thực sự là cái kiểu sashimi mà họ làm trong cái tủ để đựng cá thế này là lần đầu tiên Diễm thấy, và riêng về cái phần thịt thì mình nhìn mình cảm giác là nó sẽ có sự khác biệt đấy. Và ông em hứa anh luôn, ở Sài Gòn này thì không có nhà hàng nào có cái công nghệ này. Cái này là công nghệ lần đầu tiên ở Hàn Dương áp dụng ở đây. Nhưng mà anh có thể chuyển ra. Anh có thể chuyển ra công nghệ để em mang về bản được không? Anh của em thì là trường nữa. Anh đầu bếp anh mặc đồ giống những kiếm sĩ Nhật của anh đầu bếp. em chuẩn bị đề co một cái mà đẹp nhất. Nhà hàng Hàn Dương có bao nhiêu cơ sở anh? Dạ, hiện tại thì Hàn Dương là tổng cộng là có tới 4 cơ sở. À. Dạ. Nhưng mà chủ yếu là ở bên quận 1 này là chính. Dạ. Hình như là có một cái nhà hàng ở trên Lâm Đồng đúng không? Đúng rồi, Lâm Đồng, anh Malagu, đó là khu... Dạ. Trời ơi, cái dầu của nó kìa. Đó, cái dầu của Bia Ba thế. Anh Mát nhìn này là chảy nước miếng chưa anh? Rồi, sẵn quảng cáo cái về cá hồi nè. Là cá hồi có dầu omega 3 rất tốt cho trí não và tim mạch đó nha. Thật sự là nó cho có DHA đó, nó làm cho cái tăng cường trí nhớ, cải thiện trí nhớ đó. Cái điều đặc biệt của những lực sĩ chuyên nghiệp như anh Mách là ngoài cái việc rèn luyện thể lực rồi tăng cường cơ bắp thì anh lại còn am hiểu về chế độ dinh dưỡng nữa, nên là có thể làm huấn luyện viên cá nhân luôn. Đó quan trọng, tại trong quá trình mà tập đó thì dĩ nhiên là mỗi cơ thể nó sẽ có chẳng hạn thiếu hụt những cái vitamin cũng như khoáng chất cũng như là những cái dinh dưỡng thành phần khi đưa vào cơ thể. Vì khi chúng ta ăn uống nó không có đủ, chẳng hạn bình thường là thiếu, chẳng hạn là thiếu rau cải nè, thiếu vitamin nè, rồi thiếu chất béo từ dầu nè. Đó cho nên khi chúng ta hiểu á, chúng ta bổ sung thì nó sẽ phát triển tốt hơn. Đây, đây là miếng cá đây. Anh không mặc thêm một cái dao nha. Dao này mua Cao Bằng à anh? Dao Nhật luôn anh ha. Dạ đúng rồi. Dao này là dao Nhật chứ không phải là dao Phúc Sen Cao Bằng. Phúc Sen Cao Bằng. Cái này á mình mà lóc qua chỗ này là do cái phần da của nó hơi bị cứng, nó rút lại. Nó làm nó khô cái da, đâm ra là nó hơi bị cứng cái da tí xíu.
nhưng mà bên cái còn mình lọc đi cái phần lớp trên, cái là bên trong vẫn mọc nước, mọc cái chuẩn bị là chuẩn bị mấy cái chén nước chấm lên để cho anh Hải với cả anh Bách có thể dùng trực tiếp thử đây. Đó. Đây đây. Quan trọng lúc đó đó. Đấy đấy đấy. Khoảng là bụng luôn thì thịt lắm. Dạ, phải rút xương ngay. Vâu. Khi mà các bạn mua cá hồi bên kia là vẫn rút xương cái chén nước chấm để chỗ này nè. Đó, để tí bình thường mình ăn sashimi ở ngoài mình đâu có thấy cái cảnh mà rút xương chỗ này nha. Ừ. Thật sự là lần đầu tiên mới thấy rút xương cá hồi luôn. Chứ thường thường là người ta làm sẵn rồi. Ta làm sẵn rồi, mình nghĩ là cái chỗ đó nó không có xương. Mình nghĩ là chỗ đó không có xương, mình ăn bình thường mà. Nhưng mà đời không như là mơ đúng không anh? Thật sự khi ăn là bao nhiêu người đã đang đút cái xương nó đi rồi. Thực sự là hôm nay anh em mình cũng rất là vất vả trong cái chuyện là chọn nhà hàng để mời anh Mách, tại vì anh Mách vừa mới vô địch thế giới mà mình phải chọn một cái nhà hàng nào đó cho nó xứng đáng với cái chức vô địch đó. Thì suy đi tính lại thì anh em mình chọn được nhà hàng Hàng Dương này. Hàng Dương mà em từng ghé ở đây chắc phải tầm 3-4 năm gì anh đúng không? Đúng rồi. Quay trở lại đây thì bây giờ thấy là cũng khác biệt. Đầu tiên là cái quầy sashimi này. Mình không lọc da ra để nguyên da hả? Dạ không, phải lọc da. Đây. Giờ mình mới lọc da. Em cảm thấy được cái bóng bóng của cái mỡ cá đúng luôn đấy. Mình lấy những cái phần cái ngon nhất của cái con cá đấy. Dạ. Ngon nha. Bởi vì đấy thấy mà mình ăn sashimi là bỏ biết bao nhiêu. Bỏ như đúng rồi. Đó, da. Bỏ da, bỏ xung quanh luôn. Xung quanh rất là nhiều. Đúng rồi. Lọt những cái phần mềm nhất. Ui. Ngon thế nhỉ. Anh Mách có thể ăn được hai miếng này không? Có thể nha. Không, em nghĩ là dư sức luôn. Anh em mình làm tại theo Mách đoán nha, một miếng này nó khoảng là 100 đến 200 gram. Ăn sashimi. Đúng không? Đúng không anh? Dạ đúng rồi. Thì hai miếng nó khoảng 400 gram thịt. Thì Mách có thể chiến được. Trung bình một người là có thể ăn được khoảng tầm 3 tới 400 gram. 3 đến 4 lạng một người. Thường thường cá mà chưa qua ủ á thì có thể mình ăn chừng 100 gram và 200 gram là mình cảm giác sẽ ngán rồi. Còn cái dòng cá mà đã ủ tươi công nghệ mới giờ có thể là trung bình mình ăn được khoảng tầm cỡ 400 gram. Mà nó không ngán. Đây này. Tại vì khi mà mình ủ lạnh như này bằng cái hơi lạnh đúng không anh? Thì cái độ béo nó giữ lại cho cái miếng thịt luôn. Giữ lại. Dạ. Yeah. Cả, đặc biệt là nó cô đặc cái vị umamin á. Nó làm cho cái thịt cá mình ăn cảm giác nó thực tế hơn rất nhiều. Nó sắp ra lò nghe quý vị. Sắp ra lò. Sắp ra lò. Hôm nào anh Dũng đầu tư cho mình một cái dao nhật đi. Cái dao này cắt ok nè. Nhìn bên ngoài ấy thì cái da nó có vẻ như hơi khô lại do là nó ở trong cái hơi lạnh. Nhưng mà thực tế cái miếng cá cắt ra này tươi rói luôn các bạn ạ. Rất tươi. Mà cái điều đặc biệt của cái công nghệ này mình cảm giác là cái miếng cá nó sẽ không bị nước ra. Khi mình thái nó khô miếng cá. Anh Đạt ơi, khi mình cắt cá hồi vậy mình có cái cắt theo sớ không hay là mình phải cắt ngược sớ? Dạ đúng rồi, mình phải cắt theo sớ đó, cái ngược sớ của nó làm cái miếng cá mình nó bị dai. Nó không giống như là bò. Dạ, nó bị dai mà mình nhìn cái sớ cá của nó như là mỡ người ta sẽ ngó. Dạ, mình phải cắt như cái sớ này nó cũng ngon hơn, không có đơn giản. Mà cảm giác nó hơi thế nào đấy, bố nhanh như tay em cũng rất là thích ăn sashimi cá hồi luôn. Kiểu đi làm thì hôm trước mình đi ăn cũng kiểu phong cách kiểu Nhật ấy nhỉ, ở nhà hàng trên Bitico đấy, như là cứ phải nhanh một tí không phải làm kiểu là rồi đói lắm. Không, em hứa một tí anh Hải mà dùng thử cái này, em đảm bảo anh Hải ăn sẽ nghiền luôn, cảm giác ăn sẽ nghiền. Mà cái ngày hôm nay cũng là ngày rất là đặc biệt đúng không anh Hải? Anh em mình là vừa mới về Long An để hai gia đình gặp nhau, rồi sau đó lại ngay lập tức là quay trở lại Sài Gòn luôn để gặp anh Mách để ăn cái bữa tối này. Nên là mọi người đều rất là đói nhưng mà lại vui. Hôm nay là một ngày vui mà. Nói chung rất hạnh luôn. Sau 3 tuần thì anh em mình gặp nhau. Và trước đó thì Mách cũng là chuẩn bị thi thôi. Nói chung là ăn rất là hạn chế vì cũng phải giảm cân các kiểu, rồi phải giảm mỡ nữa, cho nên là ăn không được thoải mái lắm. Và hôm nay là ngày thật sự là Mách rất là vui và chiến thật sự luôn á. Chiến thật sự luôn. Nuôi tâm biến. Đây, cái miếng cá cắt ra này. Xin dầu, mai hôm nay cái kiểu đâu rồi. Bên kia là cá cam hả anh? Dạ, dạ. Em đây là cá mú á. Cá sò xanh. Đó, cá đó là chưa ủ, cá đó là cá sống tại hồ. Đây gọi là
cá ủ tươi đúng không? Đúng rồi. Dry egg fish. Đó. Đây, bỏ đều vào. Đây, cái này mình ăn là mình sẽ không có sợ bị sặc bị ấy đâu, tại vì ở đây người ta sẽ sử dụng cái wasabi tươi luôn này. Đó. Cái này mù tạt tươi, mù tạt củ á. Dạ, mài ra. Củ mài ra luôn. Dạ, mù tạt củ mài ra. Dạ. Thường là hiếm mấy nhà hàng nào mà làm kiểu này nha. Dạ. Thường là mấy nhà hàng kia là nó có cái tiếp á, tiếp cái đó mình ăn sẵn luôn. Nó sẽ bị rất là hăng và lòng. Khi mình ăn mà những người mà ăn mù tạt không quen ấy, dễ bị sặc thôi. Cảm ơn thử đó, anh mình quan tế em luôn này. Hôm nay là mình có cái món như trên TV kia không anh? Món bò nướng. Dạ có anh. Nhà hàng mình đầy đủ hết. Dạ wow. Xin phép em mời. Tan 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 tan. Cảm ơn anh. Tuyệt vời. Để mình đợi ở giữa đây. Đây trên chén đi cũng có nhiều cái. Cái này là rượu hay là nước nè anh? Không, cái này là chén nước luôn. Hiệu ứng đúng không anh? Kỹ xảo đi ngành, kỹ xảo đi ngành. Đây, mời anh bắt lên Hải dùng trước đi. Rồi, kiến đáo đó thôi. Mời anh đáo. Ủa sao mình già dữ vậy đó? Hôm nay là anh đâu có huy chương cho tụi em, đâu có huy chương okay, đâu. Ok, anh em mình bữa nay là hợp kiếm xong bích đi. Hợp bích, hợp kiếm xong bích. Xong kiếm một bích. Xong bích. Xong kiếm một bích, lộn. Đây, đây, anh thử. Anh thử chấm. Anh không cần ẩn với kia, anh ăn thử miếng cá không đi. Cảm giác của nó. Dạ. Cái cá này đặc biệt khi mình ăn miếng đầu tiên mình cảm giác trực tiếp từ cái miếng cá nó không có quấn rau gì hết. Anh ăn thử xem. Nó rất đặc biệt. Dạ. Anh mách thử xem. Dạ. Miếng nha. Miếng này à. Tuyệt vời không anh? Nên mù tạc hơi nhiều nghe quý vị. Nó dẻo hơn, nó ngậy hơn. Dạ, đúng rồi, nó dẻo, nó ngậy, nó béo. Mắt thì thích ăn mù tạc nhiều. Ok. Đặc biệt anh càng nhai cảm giác cái vị ở trong miệng nó càng ngọt. Đúng rồi. Dạ, mấy rất chị, là ngon luôn. Mấy chị dùng thử xem. Em ơi. Không, cái này nè. Dạ. Ồ, béo béo, ngọt ngọt, lại lạnh. Hay rồi đấy. Thích luôn mà. Không có thanh đó chị. Không, không thanh đặc biệt là nó không có mùi thanh. Không. Khi mình ủ vào cái tủ này nó hay cái là nó không có mùi thanh. Nó khử cái mùi thanh. Ôi, ngọt lắm anh ạ. Dạ, nó khử cái lát tanh. Nó mỡ, bóng lên đẹp ghê. Anh Hưng. Đây, đây, em mời anh Hưng. Cho xin cái miếng mù tạt nữa đây. Dạ. Nè, hết rồi anh. Đồ nó hết. Hết, hết. Bây giờ tới anh Diễm nha. Đây. Diễm mà thích cái phần ở chỗ cái bụng mới này. Nó chỉ dùng người ra. Ngon lắm. Miếng cá nhìn rất là ngon luôn. Nhìn rất là hấp dẫn luôn nha các bạn. Đây là cái chỗ bụng này. Đấy. Mời cả nhà nha. Cái cá hồi Sapa của mình ấy, nó không biết, nó không nhiều béo, không biết là nó có làm được như thế này không nhỉ? Phải nói là dùng cái từ là tuyệt vời luôn, cảm nhận cực kỳ rõ cái độ béo của cái con cá này luôn nha các bạn. Ngon quá. Anh lên được không? Mời mọi người nha, mời khán giả của Phạm Dũng. Cái món này là trông là rất hấp dẫn rồi, ăn để mình xem có cuốn không. Cuốn cái em nghĩ là nó tan trong miệng rồi đấy, ngon lắm. Béo đúng không? Đúng rồi. Cái này là anh làm phải làm hai đỏ này. Đây. Mà hai miếng đá cái mồm anh ạ. Không, à, em nói thật luôn nha. Dạ. Em cũng là người bán cá hồi. Ngon. Nhưng mà cái con cá hồi này cái hương vị thứ nhất là cái mùi thơm nha và cái độ ngậy của cái con cá rất là rõ. Và mình có cảm giác cái gì đó nó hơi kiểu dút dớt nó kiểu là nó đã khô đi nước đi ấy và nó dịu dẻo một tí. Nó khác biệt nha. Dạ, nó làm cái cá nó sẽ bị cá nó sẽ tươi. Nhưng mà anh ơi, cho em hỏi là cái tủ lạnh kia là mình mua nó khoảng bao tiền không? Cái này của ông sếp cũng đặt từ bên Ý. Tức là cái tủ này là tủ của Ý. Dạ, cái tủ này thì nói chung là giá trị nó cũng cao lắm á. Dạ. Khoảng tỷ không anh? Có gần gần đấy. Gần một tỷ. Dạ. Gần tỷ cái tủ lạnh thì khác rồi. Đây là công nghệ. Cái đó là hai tủ đây chứ phải một đâu nhé. Chén đi anh. À đúng rồi, nhà nó chập vào đó anh nhỉ. Rồi, bắt chiến cá nữa nha. Cái này là phần thưởng cho nhà vô địch thế giới đấy các bạn ạ. Hai đỏ đây, hai đỏ lên. Ừ. Rồi ok. Ngập mồm màu sướng. À, anh Tuân là có biết là anh Mách vừa mới vô địch thế giới không? Dạ. Cách đây chỉ khoảng chục ngày thôi. Dạ, thôi em thay mặt là hàng Dương cũng chúc anh dạ luôn luôn thành công. Dạ, thành okay. Công còn hơn nữa. Cảm anh cố gắng là mang thật nhiều huy chương, dạ. Mang thật nhiều những cái niềm vinh quang về cho tổ quốc. Đất nước. Dạ. À, thật sự khi mà Mách thi về mà có anh em đồng đội theo nhau có sẵn như vậy thật sự là rất là ấm cám, ấm cúng, rất là ấm áp luôn. Dạ. Đó, cho nên là chắc tương lai chắc nhiều huy chương hơn nữa. Dạ. Ok. Anh Hải có nghĩ là em phải mời anh Mách là bưng một cái mâm gì đó chứ vừa vô địch. Đúng rồi, tay to này không à. Hay anh bên đội B cháp đi. Anh đi đầu anh, tiên. Bên đội B cháp được không anh?
Tại vì bây giờ lực sĩ thế này thì phải bê cái chát gì đó nó mạnh mới được. Thử đi. Nhưng mà anh Mát là phải suy nghĩ nha, tại vì là trong cái dàn cháp nó có một cái mâm mà nó nặng mấy chục ký thì bạn Diễm mà đang nhắm cho anh ấy. Mấy chục là mấy chục, 80 hay là 90 hay là 10 ký. Tới đâu anh, nhưng mà em nghĩ là nên mời anh Mát để thể hiện sức mạnh ấy. Nhưng mà anh Dũng ơi, mình nghĩ là anh Dũng ở đây mình đút cho Dũng thử một miếng này này. Ngon lắm, ngọt lắm. Đây. Cảm ơn bạn Diễm nha. Tại vì thực sự là cái chỗ này quay phim thì mình phải tập trung mình quay, đôi khi là mình không ăn được thì bạn Diễm gắp cho mình, không có lý do gì là không ăn cả. Đấy, bạn Diễm nha. Có xem có khác biệt không? Xem thì nó cũng thơm. Rồi. Em cảm ơn ạ. Nhưng mà hãng Dương Quán họ làm cái công nghệ này ở đây để thưởng thức sashimi là đặc biệt. Mình thích cái độ dẻo của miếng cá. Bình thường thì mình nếu như mình ăn miếng cá mà không để lạnh trong cái tủ này thì nó sẽ hơi mềm mềm mà nó nước. Có còn tí rồi nữa. Như cái này là cá này đây nó hút nước rồi. Nói chung là ngon đấy. Về cơ bản là mình sẽ làm một cái tủ này về để bảo quản đồ hải sản Phan Diễm. Nhưng mà anh nghĩ em nên làm cái tủ như này này. Nhưng mà anh cá hồi ở Sapa nó tươi rồi rồi. Không cần. Nhưng mà phải là để bảo quản được cá mà để tươi vậy đó thực sự là rất là hiếm luôn. Những hàng khác thì chưa chắc gì nó tươi được gì đâu. Đúng rồi. Sẽ có hai cái loại ở đây là ví dụ như bình thường nếu mà cá mình xẻ ra nha mà mình không có cái máy để xử lý tốt thì sử dụng sashimi chỉ khoảng 2 ngày thôi. Mà khi mà đã cá hồi mà đã cấp đông rồi thì ăn sashimi nó không còn ngon nữa bằng tươi. Nên là họ làm một cái máy này lại vừa làm tăng bảo quản được lâu này, và thứ hai nữa là làm tăng thêm cái độ ngon của cá, rất là hợp lý. Ngoài ra quan trọng nhất là khách hàng đi ra đi vào nhìn thẳng vẫn còn hình con cá kia kìa. Rồi. Nhưng mà nếu mà chưa ăn đôi khi mình đi qua mình lướt qua luôn mình không để ý đâu. Tại vì là nhìn nó cứ khô khô ấy, nhưng mà thực tế là ăn rồi là ấn tượng luôn ấy. Anh Hải kèm không với cái lá xanh xanh này ăn thơm á. Lá này là gì đấy ạ? Dạ, tía tô nhật. Là tía tô nhật. Tía tô nhật ạ. Thêm miếng gừng hồng nữa đúng không? Dạ. Cái này là cái gì? Cái này ăn luôn đúng không? Dạ, củ cải. Củ cải gừng hồng nha. Vâng. Dạ. Đây, mời anh em nha. Có con có gừng nữa. Dạ. Là tía tô này cũng thơm vị gần giống bên mình. Dạ. Dạ, anh Mắt dùng để bỏ mỡ chứ bữa em nghĩ anh đi thi chắc là cũng mất nhiều sức lực lắm anh ha. Mất nhiều chứ em. Nay bù lại, anh thưởng thức cái đó là Mắt xuống cân tới tổng cộng là 13 cân. Xuống 13 ký. Xuống 13 cân trong vòng 2 tháng. Nhưng mà cái tuần cuối cùng á, cái ngày cuối cùng luôn, cái ngày cuối cùng Mắt dư 3 cân. Đó, nhưng mà xử lý biết xử lý như thế nào. Nhưng sau đợt này là anh được nghỉ dài dài để đi chơi chưa? À, được rồi, nhưng mà cũng phải giữ cơ bắp. Phải giữ cơ bắp có nghĩa là mặc dù đi chơi ăn uống thoải mái nhưng phải hiểu ăn phải ăn cái gì và không ăn cái gì. Chắc phải tập nữa. Mà quan trọng là vẫn phải tập. Cũng phải tập nữa. Thì ăn được gà này đem mời em tới đây là hợp lý anh. Sau khi mà nhà Phan Diễm cưới xong thì em mời anh đi xuyên Tây Bắc được không? Ok, sẵn sàng thôi. Thứ nhất là build kênh YouTube cho anh Mac. Thứ hai là nhờ thầy là hỗ trợ cho quả cơ phục này. Không, mắc quan điểm, Nhưng mà theo thầy là khoảng bao nhiêu lâu thì xử lý được cái bụng này? À, nếu mà theo mắt, theo chuyên môn thì khoảng 3 tháng. Bao nhiêu, bao nhiêu? Hay là em nghĩ cái kèo này nó hay hơn này. Anh Mách cũng mới bắt đầu làm kênh YouTube Lực Sĩ Phạm Văn Mách. Thì anh Hải có nhiệm vụ là giúp đỡ anh Mách định hướng xây dựng một kênh YouTube khi nào mà đạt nút bạc. Đó, 100.000 người đăng ký thì lúc đó cái bụng của anh Hải nó sẽ nhỏ lại. Hợp lý không anh? Kèo này em nghĩ là hợp lý đấy. Anh ơi, nghĩa là cái phụ thuộc là vào cái sự sớm hay phụ thuộc rất nhiều khán giả. Khán giả hãy sang đăng ký cho anh Phạm Văn Mách để Hải được cái bụng nhỏ nhỏ các bạn nhé. Mà lần sau gặp anh thì nhà em đỡ phải phèn áo lên anh ạ. Nói chung là ý kiến của Dũng rất là hợp lý luôn. Vì anh em tạo động lực cho nhau. Đúng. Khi mà ví dụ như Mách tạo động lực cho Hải để bụng nhỏ hơn đúng không? Thì Hải cũng tạo động lực để build kênh anh em cùng nhau phát triển. Cùng nhau phát triển, cùng nhiều subscribe lên. Đó là một sự mà phát triển cùng nhau. Win-win. Thích, win-win. Đó, thực sự là mình cảm nhận được là anh Mách là một người anh rất là dễ thương, mặc dù là mới gặp lần này lần thứ hai thôi, nhưng mà mình cảm nhận được cái sự dễ thương này, sự chân thành, sự thật thà và đáng yêu của anh Mách các bạn, nên là mình nghĩ là cái kênh YouTube Lực Sĩ Phạm Mách sẽ rất là thú vị và gọi là ý nghĩa để cho khán giả vào xem đấy. Thực sự mà cơ bản mà nói là anh Mách ấy là một người rất là thần tượng của Hải.
thả rất là thần tượng anh Mách, bởi vì là nhìn người nhỏ bé này thôi mà mang tận 6 huy chương thế giới, huy chương vàng thế giới về cho tổ quốc các bạn ạ. Không phải là không nhiều người làm được việc đấy đâu. Là thứ nhất, thứ hai là cái nền tảng mà anh Mách ấy có thể là có một kênh YouTube tốt là sao? Anh ấy am hiểu về cái chế độ dinh dưỡng dành cho mọi người. Rồi dành cho vận động viên, dành cho những người như mình. Nên là sẽ có những cái tư vấn mà tốt, đặc biệt là giảm cân các bạn ạ. Đấy. Anh ơi, nhưng mà giảm 6 múi thì có cái múi nào nó giảm theo không? Hay là nó tăng lên? Không. Nói chung là không ảnh hưởng cái gì. Giảm cái múi này thì được, nhưng mà cái múi khác mà nó giảm đi là giảm luôn. Anh hiểu ý em rồi, nhưng mà em cứ yên tâm. Yên tâm đi. Máy vẫn chạy tốt. Máy nó chạy chụp chặt là tiết toài. Chắc là bây giờ anh em mình di chuyển vào cái bể tươi sống để gọi món đi. Cái này là anh em mình mới gọi là khai vị nháp, máy nháp, khai vị nháp thôi. Đại tiệc của anh em mình mới chỉ bắt đầu thôi. Em nãy xong nói trước làm năng quá trời. Đây. Hôm nay là có phần từ điểm to không? Dạ. Điểm to này nướng phô mai là hết bài luôn. Phô mai hoặc nướng bờ hành nghe chị. Ui, ui còn ốc hương. Ốc hương. Ôi, ốc hương khổng lồ này. Ốc hương thì bao nhiêu? Dạ, ốc hương này bên nhà hàng đang bán là 1.790.000 một ký anh. Cho em một ký. Em một ký hấp xả. Nướng mỏi anh chị. Dạ. Mình nghĩ là một nửa hấp, một nửa nướng để cho anh Mách có cái lựa chọn cho nó tươi ngon. Anh có lời khuyên mọi người gì nè. Thật sự thì hôm nay món hải sản là ăn thì nó không có tăng cân. Đó, cho nên là mọi người cứ ăn cá thoải mái. Và đặc biệt là đừng có ăn mấy món nào mà chiên xào nhiều là được. Hôm nay là cứ hấp hết. Hấp hết. Đấy, cho em xin nhanh món là mình đấy, đấy, riêng là hấp với lại nước. Nhưng mà để bù lại là những ai mà đang ốm yếu thì mình thêm chút phô mai cho nó béo béo một tí thôi. Đó. Rồi, ok. Mai thì em sẽ làm cái sự việc này nướng phô mai. Mình khoảng mấy người anh ạ? Anh lên dưới bút đi đây. Không, em nhớ, Thế thì hôm nay là anh em mình phải gọi rất là nhiều món trong này để chúc mừng anh Mách. Thì đầu tiên cho anh Mách gọi món trước đi. Anh Mách thích con nào là gọi con đó. Con nào nhất ở đây ạ? Thật sự là thích thì Mách thích rất là nhiều món. Nhưng mà món mà để có thể Mách cùng mọi người có thể là ăn được á, thì có thể là cái tôm tôm tích xào chiên cái gì mà anh mới nói là đầu tiên hấp để hấp dầu mỡ đó. Không phải nướng đi, nướng mà có nướng có bơ á, nướng có bơ không là số điểm thôi. Không, tôm tít, bơ tỏi. Nhưng mà cho em muốn cái đồ ốc. Cháy tỏi là rất ngon. Cháy tỏi. Cháy tỏi. Dạ. Em muốn cái đồ ốc nha. Trời ơi, những con ốc luôn này. Ốc này anh Mách. Đây là một ký hả anh? Dạ. Ôi, một ký này em nghĩ là thôi để hấp hết đi. Hấp hết đi. Tại vì là con ốc hương nó rất là to. Này anh Dũng con này. Ồ, lần đầu tiên con ốc hương to vậy luôn mọi người ơi. Khoảng 200.000 con nào nhỉ? Anh nhìn thấy tưởng tượng con thì là được ốc sen. Đúng, ốc sen đấy. Đúng rồi. Cái này hấp xả cho em nha. Rồi bắt 6 con tôm tích. Con tôm tích. Tôm hùm bông là bao nhiêu một ký anh? Dạ, tôm hùm bông bây giờ như ngày xưa thì giá rất cao. Nhưng mà gần đây thì tôm hùm mình, Việt Nam mình đang gọi là giải cứu tôm hùm á. Thì hiện tại bên em đang bán là có 2.990.000 thôi. 2.990.000. Thế thì trong bể nó có hai con, anh cho em hai con hết đi. Dạ. Rồi. Cho anh Mách túm hai con đấy ra đi. Rồi. Đây em cầm. Để bạn Diễm cầm huy chương nha anh. Nhưng mà anh cách quyết thúc con đấy. Không, nó búng rồi, nó bắt. Không phải em bắt. Em bắt lên là anh cầm vào cái đầu của nó rồi. Bắt nó mồm lên, anh cứ cầm cái đầu của nó. Dạ. Không có dễ đâu. Anh cứ cầm cái đầu của nó, anh cứ cầm đầu của nó. Rồi. Con này chắc phải tầm 1 ký một con anh ha. Dạ, ký mốt rồi chị. Ký mốt, ký hai một con. Cái tay này nó búng vào tay đấy. Nhất các bạn lên là cầm chắc như cầm tăng á. Rồi, ok. Quá to. Con này mình nghĩ là hơn 1 ký nha mọi người, hơn 1 ký nha. Hơn 1 ký đấy. Mọi người có muốn ăn sashimi không? À, tất nhiên. Con này ăn sashimi một con hấp đi. Cái mình đó thì nên làm ăn sashimi, còn cái đầu đó thì để em nấu cháo. Rồi, ok ok. Một con nướng, một con ăn sashimi. Con nướng đi, một con nướng đi. Cái mình đó thì em sẽ làm lúc đỏ phô mai đi. Một con to nhất là làm sashimi, con còn lại là đúc lò phô mai. Ok, quá tuyệt vời luôn. Còn món ngon nghe quý vị. Đúc lò phô mai nguyên con này. Đúc lò phô mai con anh bắt cầm này. Còn cái đầu của nó thì một cái thì không, cứ làm theo dạng một con sashimi. Nhưng mà sashimi sao ăn được cái đầu? Cái đầu mà mình sẽ cho vô cháo.
không, tức là một cái mình nó cái con mà ăn sashimi cái đầu nó cháo, còn của chị là nguyên con em đút vào phô mai trẻ đôi. Ok ok, quá đẹp. Đây em sáu sò đẹp to nhất đúng không? Chị yên tâm là đây mừng anh Bách mà đứa con nào to nhất ngon nhất. Đây anh Bách không có sẵn rẻ hơn. Đây để em, để em, để em ấy cho. Đây. Đây, đây hai con to nhất. À, nhiệt độ trong cái nước này rất là lạnh nha mọi người. Lạnh kinh khủng lắm. À, sò điệp này thì mình bán thế nào anh hả? Dạ, sò điệp này bán ký chị. Một ký là 1.390.000 một ký. Thường thường 6 con tầm khoảng có 1 ký 1 ký 2 á. Còn mình là 6 người hay là 5 người? 6 người. 6 anh. 5 người, ok, 6 người. Ok, ok. Cân lên đi. Rồi, ok nha. Cân nó anh cầm cân. Có món gì để ngoài hải sản ra, mình là còn một món gì để là cơm gia đình hay là bên hàng gương này thì đặc biệt ngoài những hàng hải sản tươi sống tại hồ thì bên em là có cái dòng cá khủng nổi tiếng là cá khủng như là cá hô này, cá hô lui ấy, cá hô lui bố mẹ đấy, rồi cá cha giàu lui bố mẹ, cá này rất to, thường thường con cá cha giàu là khoảng tầm có 100+ cân, cá hô vậy, cá hô khoảng có tầm gần 100 cân, mấy con cá nó bằng em với anh cộng lại không, nhưng mà em làm món cho anh Hải thử là nhúng mẻ đặc biệt đấy, em hứa anh luôn, ở Sài Gòn này thì dòng cá nó ở đây là nổi tiếng. Tí này có cỡ 3 ký không anh? Con này gần 4 ký một con đấy. Ồ, bao nhiêu 1 ký à? Dạ, cái này 1 ký là 2 ký. Đây. Wow, wow. Cho em 1 ký nha. Chị cầm đó, chị đủ ăn nhiều rồi. Chị cầm đó, chị đừng cầm ạ. Cầm cái que nó coi chừng cái càng nó vậy. Dạ, đây, chị cầm cái này. Mình không có bón cái càng. Dạ, dạ, chị cầm thoải mái. Nhưng mà con này hơi bị khủng luôn ha. Những đứa nghĩ là mình chắc là hôm nay đã ăn mừng với lại là ngày vui thì chắc là cho em con này luôn ạ. Con này để hấp nguyên con. Hấp nguyên con giúp em. Hấp nguyên con luôn. Con này. Dạ. Con này em nghĩ qua mấy ký nè. À, con này chắc rơi vào tầm khoảng cỡ 4 ký đấy. 4 ký à. Anh em cho tấm hình đi. Đưa anh cầm lên anh đoán thế nào. Anh Hải. Rồi, đây đây con thử nè, chuyên gia. Con này khoảng 3 cân 8. Ông cân thử nha, bây giờ cân thử nha. Nếu 3 cân 8 thì hôm nay anh em mình là ăn mừng nhà vô địch thế giới nên là cái con gì mà đẳng cấp nhất là mình phải gọi rồi. Đặc biệt là con này. Nhưng mà dạo này hải sản này cảm giác như kiểu nó rẻ hơn đấy. Đúng rồi. Như ngày trước là tôm hùm thì còn kia mình tôm hùm mình ăn được 4.9 triệu, 5 triệu. Đặc biệt là các nhà hàng sang trọng như này thì giá cao lắm, nhưng mà hiện tại là giá hợp lý. Không, không làm biết được, nói chung rồi. Đây. Giá bì rồi ạ. Không, lấy người cái tỏ ra để cho bán lên. Giá bì rồi, anh bì không rồi. 4 cái máy là lại. Không, coi chừng nó bán cái rồi. Rồi. 4 ký mốt. Rồi, để cái rổ này cho anh Mách luôn. Cho cái rổ đi chơi là cũng sẽ đi về cái anh ạ. Đây, đây, đây. Anh nghĩ là... Cái này là... Con này là mình chỉ cần... Không, con này hấp cả con. Hấp nguyên con. Cái con cá bé tí kia là con cá gì? Cá heo anh. Con cá là kho ăn cơm. Ăn cơm. Rồi, thế là xong. Thế là cái món kèm nha. Cái giỏ này là... Ghi ngon này là 4 ký mấy rồi. Anh thử làm một động tác tập tạ nè. Con này nó búng nhá. Búng nhá. Rồi. À, cái này là tập tay được nghe quý vị. Cái này là gần 10 cân nha, gần 10 cân nha. Lấy chuột chưa? Lấy chuột chưa? Chuột đây. Đấy, ok ok. 10 cân nha quý vị. Rồi, anh em mình lên trên phòng đi. Mà cái điều đặc biệt ở cái nhà hàng này là ngoài đồ ăn chất lượng thì cái phòng cũng rất là đặc biệt nha anh Mách. Bây giờ mình phải lên phòng đi. Món anh nhớ để anh đưa các anh. Dạ, em mời anh. Đây, mời anh em lên đi. Dạ, em mời chị. 7979 6868. Các cái phòng ở đây thì đều ghi theo số đẹp anh Hải. Số may mắn, số may mắn. Một già, một rượu, một đàn bà. Đây, phòng 7979 nha. Dạ. Ui, phòng này view ra landmark kìa. Dạ, landmark ra chỗ số. Wow. Đẹp chưa? Rồi. Cái này xong rồi. Tuyệt vời nha. Tuyệt vời luôn, tuyệt vời luôn. Quá đẹp luôn. Khá là khác biệt so với ngày xưa mà mình tới đây lần đầu anh Dũng ha. Đây mình nhìn thấy view này, góc này là phòng này rất là đẹp. Ủa, lần đầu là cái chỗ này là hai đứa gặp nhau hả? À dạ không, anh là tụi em từng ghé đây review kinh rác. Ủa vậy hả? Mấy năm quay lại. Nhưng mà từ cái vị trí của căn phòng này cảm giác là Sài Gòn rất là hoa lệ nha. Ừ. Hôm là đầu tiên. Hôm đó mình đi xem một số địa điểm để chuẩn bị mở nhà hàng ở Sài Gòn ấy. Nhưng mà nếu mà nhìn được cái view này mình có phải suy nghĩ lại không nhỉ? Hay chọn quân một nhé. Bằng ở vị trí này thì phải nói là chắc là... Nhưng mà anh em mình có làm nhà hàng thì hướng tới số đông khán giả.
Còn những nhà hàng như này thì quá sang trọng rồi, thì mình nghĩ là không phải ai cũng tới được, nó sẽ hơi kén đấy. Chính xác. Tại vì cái chi phí mặt bằng nó sẽ cộng vào cái tiền đồ ăn đó các bạn. Trước khi vào bữa ăn thì mình cùng với anh Dũng là rất là cảm ơn công ty dược phẩm Tuệ Linh với hai sản phẩm là xâm nhung tố nữ Tuệ Linh và giải độc gan Tuệ Linh đã đồng hành cùng với team Phạm Dũng trong video ngày hôm nay. Giải độc gan Tuệ Linh, sản phẩm chuyên biệt cho người viêm gan virus và xơ gan. Giải độc gan Tuệ Linh đã được thử nghiệm lâm sàng tại Viện Trung ương Quân đội 108. Kết quả làm giảm nồng độ virus viêm gan B trong máu và có thể âm tính virus. Người thường xuyên uống rượu bia để phòng ngừa xơ gan do bia rượu, hãy uống giải độc gan Tuệ Linh. Giải độc gan Tuệ Linh là sản phẩm bảo vệ gan số 1 Việt Nam. Khuyến mãi đặc biệt mua 2 hộp giải độc gan Tuệ Linh Plus tặng ngay 1 gói cao cà gai leo Tuệ Linh 10g. Chương trình khuyến mãi áp dụng tại hệ thống các nhà thuốc trên toàn quốc. Bây giờ thì tất cả những món ngon mà anh em mình mời anh Phạm Văn Mách đã lên bàn nhé bạn. Cho nó đặc biệt nhất là con tôm, con kinh đáp các bạn ạ. Khổng lồ nhé bạn. Cũng khá là lâu rồi thì mình mới có một con kinh đáp hơn 4 kg như này để review các bạn ơi. Bên này là mình có cái món sò điệp nướng phô mai này. Đấy. Rồi ốc hương cồ. Bên này là cháo tôm hùm. Cái mình sashimi còn cái đầu mình nấu cháo đó anh Dũng. Bên này thì mình có cá heo kho tộ để tí nữa ăn cơm trắng nha. Gần như tất cả các món ăn ngày hôm nay thì đều rất là phù hợp với người tập thể hình các bạn ạ. Nhưng mà trước khi bắt đầu cái bữa tiệc ngày hôm nay thì mình rất là tò mò để xem cái huy chương vàng thế giới lần thứ 6 của anh Phạm Văn Mách nó sẽ có cái hình dáng như nào các bạn ạ. Tại vì nãy giờ nó nằm trong hộp. Ok, thì Mách sẽ chia sẻ niềm vui này với tất cả mọi người ha. Dạ. Rồi. Dạ. Huy chương vàng này là huy chương vàng lần thứ 6 giải vô địch thế giới. Wow. Đó, tăng 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 tăng. Chưa. Wow. Rồi. Ôi màu vàng kìa. Wow. Đặc biệt nè, cái đặc biệt các bạn có để ý là đây là số 1 không ạ? Yeah. Đó, first place có nghĩa là hạng nhất. Rồi chứ WPPF có nghĩa là viết tắt cái liên đoàn thể hình thế giới, World Bodybuilding Physics Federation. Wow. Okay. Nói tiếng Anh nét quá. Yeah. Ok thì đây để mọi người chiêm ngưỡng nha. Quá tuyệt vời luôn. Đây. Hôm vừa rồi khi mà anh nhất anh Mách đạt được cái huy chương vàng này thì có rất là nhiều người tặng huy chương cho anh, thì hôm nay chắc là anh Hải là và bạn Diễm là mình sẽ thử trải nghiệm cái nghi thức là trao huy chương. Anh là học viên trưởng. Mà xin thông báo với tất cả các bạn là anh Mách thì từ trước giờ đã nhận lời cái kèo là 3 tháng làm cho body mình đẹp hơn, thì mình sẽ bắt đầu tập luyện từ ngày mai các bạn nhé. Đấy, thì theo như thầy là mỗi ngày em tập vào bao nhiêu tiếng hả thầy? Đối với những người bạn khác á thì hàm lượng mỡ sẽ thấp hơn. Mình nghĩ là sẽ tập ít hơn. Yeah. Nhưng mà đối với Hải thì mình nghĩ là phải một buổi tập khoảng 2 tiếng cho lên. Wow. 2 tiếng. Thì, từ mai là em sẽ rảnh thời gian vào tầm khoảng 9 giờ tối, xong chúng ta sẽ tập khoảng 11 giờ đêm. Wow. Xong rồi mình đi ăn đêm luôn. Okay. Không, các bạn yên tâm, có nghĩa là vẫn ăn đêm bình thường, nhưng mà mình sẽ chất lọc những ăn cái gì và không ăn cái gì, cho nên là hãy yên tâm nha. Có nghĩa là ăn vẫn không béo lên, ăn khoảng không mập ra. Đó. Quá tuyệt vời, cảm ơn thầy. Đây thầy cho em mượn này nó. Nhưng mà ban ngày lại đi quay mà có ảnh hưởng không thầy? Không, vẫn không ảnh hưởng. Có nghĩa là mình sẽ hiểu về cái dinh dưỡng. Đây này, đó là trái tay và cái đầu tiên đó là những cái logo thương hiệu. Còn cái đây này, cái này là cái lực sĩ này, hình lực sĩ ở đây phía sau này các bạn này. Nhưng mà để cầm cái tấm này trên tay thật sự là mình rất là khâm phục anh Mách. Bao nhiêu mồ hôi công sức mới có được cái tấm huy chương này. Và không chỉ là đây là cái niềm tự hào của riêng bản thân anh Mách, mà mình nghĩ rằng đó là riêng cho người dân Việt Nam cũng là cái niềm tự hào. Dạ, để có động lực từ ngày mai là mấy anh em là cũng sẽ đi ngày đêm là tập thể dục thế thôi. Đây. Ok, để mọi người chiêm ngưỡng đi. Mai chị cũng đi tập đi. Đấy. Không, cầm nặng tay không em? Nặng tay. Đó là tay. Con này em đánh cờ vua được cũng được nhiều giải nhưng mà tròn tròn bé bé xinh nữa. Mấy cả được cúp. Nhưng mà cái hình này là được đúng rồi. Tại cái này là cho lực sĩ đấy em. Cái này là em nghĩ là anh rất là anh Hưng ấy là một người cũng đã đồng hành những thiết bị để anh Mách tập luyện thi đấu. Là cầm cái này chắc cũng vui em ha. Mình cầm cái này là mình cũng thấy vinh dự và hãnh diện đấy. Cái phần thiết bị của mình cũng đóng góp một phần nào đấy để cho Mách đạt cái huy chương này. Wow. Cái bên này là mình có thể nhìn cái biểu tượng đấy là đang cái này của Hàn Quốc. Yeah. Mình nhà xanh hay đúng không? Thôi chúng ta cùng cho một chàng pháo tay. Quá tuyệt vời. Mới luôn, mới luôn.
chiến luôn thì anh em mình bây giờ bắt đầu đại tiệc thôi. Chính thức là ăn mừng huy chương vàng thế giới lần thứ 6 của anh Phan Văn Mách nha các bạn, cũng như là mời anh Mách về ăn đám hỏi của anh em mình. Xin thông báo của luôn là của anh Mách là hôm nay là vừa chốt đơn xong luôn là anh Mách là sẽ bê mâm quả luôn nha các bạn. Tướng cơ bắp thì bê mâm quả được không các bạn? Đúng giờ anh dậy nổi không? Đó không, quan trọng là đám hỏi của em với Dũng mà làm sao vậy không nói. Bây giờ là ok. Anh ơi, có đầu heo không Dũng? Đúng lắm luôn. Có đầu heo không sao? Có đầu heo không? Mâm heo em à. Là phù rể đấy. Em là phù rể, bà xã em là phù dâu. Ôi vậy luôn hả? Em mình là toàn như trong thành phần là cốt cán. Thế thì em là xin phép là lau tay sạch, sau đó thì anh em mình sẽ cùng thưởng thức luôn cái con tôm hùm đúc lò phô mai ra cho nó vừa nóng hổi. Ok, bây giờ dẹp nha, bây giờ dẹp nha. Cái này đây. Không nói cái này là phải giữ cẩn thận đấy. Coi chừng nó lại mà nó không nghiêm sa ba lau cay đấy. Rồi ok, chắc mình cho nó bên đi ha. Dạ. Rồi ok. Rồi, ở đây thì anh em mình gọi khá là nhiều món, cho nên trong đó thì có một cái con tôm hùm này thì đúc lò phô mai này vừa ra xong chuyển luôn, nóng hổi luôn ấy, vừa nướng xong là phải ăn luôn. Wow. Anh Mách là hôm nay ăn phô mai là không phải kiêng đúng không anh? Không phải kiêng nữa, mai về tập bù thêm 10 phút anh nhỉ. Tại vì mình nghe nói là khi mà trước khi đi thi thì anh Mách phải mất mấy tháng để ăn uống kiêng cữ rất là nhiều, và sau đó thì sau khi thi xong thì sẽ có một cái thời gian là ăn uống thoải mái. Để chuẩn bị một giải vô địch thể hình mà giải lớn như là giải thế giới á, thì thường Mách sẽ chuẩn bị dài hơi hơn. Thường là các giải khác là 2 tháng rưỡi, 3 tháng. Và giải thể thế giới thì Mách đã chuẩn bị tới gần 4 tháng. 4 tháng? Gần 4 tháng. Và áp dụng chế độ ăn kiêng. Rất kinh khủng, lúc mà 3 tuần trước em có thấy là anh ăn, mặc dù ăn là chỉ ăn đồ luộc thôi. Đó, chẳng hạn như là con queen wrap này thôi, chứ không có ăn những cái đồ chiên xào nhá. Lúc đó là nhớ rồi. Mặc dù là những cái món kia rất là thèm nha, rất là thèm ăn, nhưng mà do là mình đấu tranh tư tưởng thôi, chiến thắng bản thân mới chiến thắng được cái huy chương ngày hôm nay. Quá tuyệt vời. Thế là em là phải cà không được cảm dỗ của bia với rượu. Không, nhiều khi anh làm động lực cho em, bây giờ anh không ăn là em không ăn đúng không? Bây giờ nhưng mà anh này hôm nay ăn nha. Nhưng rồi. Mà anh Mách sẽ rủ anh Hải đi tập, mình sẽ rủ anh Hải đi ăn. Đó. Thôi anh em mình cùng vô nha. Anh em mình vô cái đoàn kết nào. Đoàn kết, đoàn kết. Ê anh Dũng đây. Rồi, đồng khởi nha, đồng khởi nha mọi người. Đồng điểm nha. Đồng khởi nha. Wow. 1 2 3. Vô. Vô. Hân đâu, hân đâu? Hân đâu? Cầm tay luôn. Đây. 1 2 3. Vô. Chúc mừng. Cảm ơn anh là niềm tự hào đối với lại là anh em thể hình Việt Nam đấy. Nên là chiến đi anh. Ok, mời mời cả nhà. Ngon nhỉ? Ngon lắm. Chơi cái phô mai đây em cảm giác người ta làm rất là ngon nha. Phô mai mà kéo chỉ là phô mai xịn đấy. Ngon. Phô mai rất là ngon luôn. Anh nghĩ là ăn food review tương lai ăn rất đó. Là bắt luôn các bạn. Tại vì sao anh, cái nghề của anh đó liên quan tới ăn uống rất nhiều. Đặc biệt là mình ăn thế nào để không có bị béo lên. Mình ăn thế nào để xây dựng cơ bắp nữa, cho nên là em nha. Liên quan tới ăn uống nhiều. Ok. Wow. Anh làm anh Mách giật mình luôn đấy. Em thấy ngon không làm? Gặp luôn, gặp đúng không? Em ăn để mai có sức đi tập thể dục. Em có ý đồ hết đấy. Rồi thử nha, thử nha, thử nha. Dạ. Ăn thật luôn. Wow. Nhìn nhưng mà anh Mách cũng có một cái nhìn anh Mách ăn là cảm giác rất là ngon miệng luôn. Đúng rồi. Nhưng mà anh này đẹp trai hơn nữa là phải bỏ cái mũ ra. Đúng rồi. Để cho bọn khán giả thấy là vẻ đẹp trai của mình. Cái vấn đề này thì mình cũng phải giải thích một chút là khi mà đã đội nón rồi thì nó thuộc về cái phong cách của từng người ấy. Nên là người ta đôi khi là cái phong cách rồi, không phải là khó mà để bỏ ra như là mình mong muốn lắm. Cũng được, nhưng mà cái gì nè, tay hơi dơ. Có nghĩa là bỏ ra được nhưng mà phải làm tóc đồ lại. Hôm nay làm tóc gel đồ lại. Mới đi tập về. Cho nên là tóc tóc hơi rối buộc. Lần sau trước khi mà giao lưu với anh em mình là anh sẽ đi làm tóc. Tại vì anh Mách chắc là cũng mới lần đầu tiên lên kênh Phạm Dũng nên là
đôi khi là chưa hiểu hết, là tại vì khán giả anh Phạm Dũng là thường nếu mà có ai mà ăn mà đội nón là cứ hay góp ý là bỏ nón. Không, bây giờ mắt đang có cái kiểu này nè. À, bỏ ngược lại. Ngược lại. Ok luôn. Có nghĩa là chưa giả tóc mình có thể là nó xây chuyển tình huống đấy. À đúng, em thấy tóc dài. Cái này là giống rapper rồi. Rồi, cái này ok hơn này. And you from a star, you will break my heart. Oh yeah, baby. Rồi, hiểu hóa. Ok. Chắc ở đây thì phải nói là cái phô mai rất là ngon, cho nên là các bạn tới đây ăn thì có thể gọi những cái phần nướng phô mai như thế này nè. Mà các bạn biết không, Diễm vẫn hay nói là Diễm thích là kiểu người ta nướng phô mai người ta làm nó hơi cháy cạnh thế này nè, ăn rất là thơm mà không có bị ngán. Nhưng mà mình vừa mới ăn là nướng phô mai xong hết rồi, nên em nghĩ là chắc xong anh em mình sẽ thưởng thức cái con tôm hùm sashimi. Ok đấy, vào việc luôn. Vừa nãy là nó còn lên khói bốc nghi ngút luôn đấy, rất là đẹp luôn. Chỗ gần cái đầu thì nó béo hơn cái người cái mình nha. Dạ. Yeah. Nó có cái gạch đấy anh. Béo hơn thân. Anh ơi, cái này mà anh mắt mà ra chợ phiên thì. Vừa rồi là mình với cả anh Mách là đang có một cái kèo hay rồi. Đó là sau đám cưới của Phan Thiết, đám hỏi. Là anh em mình sẽ có chuyến gọi là phượt Tây Bắc anh nhỉ. Nhất trí. Ok chưa? Yeah. Ra chợ phiên là làm mét lòng anh em mình của anh Chén đi khám phá Tây Bắc. Thật sự Mách rất là thích luôn. Có nghĩa là chợ phiên thì Mách xem trên truyền hình, xem trên YouTube rất là nhiều rồi, nhưng mà chưa có dịp nào ra để thưởng thức cái những cái món ăn ở đó và thưởng thức những cái văn hóa bên ngoài đó. Mách nghĩ rằng một ngày rất là gần thôi, Mách và Hải sẽ ra đó thử nghiệm, trải nghiệm cũng như là thưởng thức cái văn hóa ẩm thực. Dạ. Có gì thì đề nghị mọi người chụp tay. Em xin thông báo là Cẩm Tiên là vừa nhắn tin là Cẩm Tiên là chuẩn bị về rồi. Tháng đầu tháng 1 là Cẩm Tiên về. Đấy, Cẩm Tiên đi gặp anh Mách thì Cẩm thôi. Cẩm Tiên anh Mách gặp nhau thì đẹp quá. Đấy, anh em mình chắc cho thử này đi. Sashimi tôm hùm nha anh Mách. Wow, tuyệt vời. Đấy, mời cả nhà đi. Này họ làm rất là ngon, không bị ra nước. Mời anh em nha. Em ơi, em lấy giúp chị Tuyên giúp anh nhé. Thử miếng nha. Để cho anh. Sashimi. Quá, ngon lắm. Đây, cái điều đặc biệt khi mà đi ăn sashimi là Diễm thích người ta sử dụng cái củ wasabi. Wasabi tươi luôn. Ngon. Cho vào cái chén nước tương của anh. Rồi, ok, bây giờ Mách thử món này nha. Ăn thật luôn anh, không phải thử đâu. Chiến thật luôn. Rồi, làm bộ nó thử ra thật sự là bỏ miệng liền mà. Ngâm. Đây, cái này. Đây. Đấy. Rồi có cái này nữa nè. Anh ăn nhiều wasabi quá ha. Thích cay, thích cay. Ở đây thì người ta sẽ cho thêm một cái tí trứng cá chuồng lên này. Nhưng mà phải nói ăn cái miếng gỏi ở đây nó rất là mát. Cảm thấy nó đúng là vào cái nhà hàng sang trọng ăn ngon. Sướng. Ôi, anh Mách là chống ngập luôn mình giống kìa. Ôi, đó. Ăn được tay. Cảm giác nè. Con wasabi nồng đã. Nhưng mà cái này không có sợ sốc ốc như cái loại tiếp anh ạ. Nó nhẹ hơn. Dạ. Đúng loại tiếp kia nào có thể. Bạn Hưng ăn uống tiết mù luôn nha. Đó, dạ. Đây là đang làm đây. Ôi, anh Dũng ơi, thiệt luôn là ăn mà nó ngọt, liệm, mát lạnh luôn ấy. Đúng là ở đây phải nói là nếu mà ăn sashimi ở ra đây là nó không thua kém gì cái chỗ nhà hàng Nhật hôm vừa rồi đúng không? Vừa ăn vừa rồi. Em sẽ cho một xíu. Ủa sashimi đã. Không, mùi mát hồng anh ha. Không, thích vậy, thích đắng cay ngọt bùi. Chị Tiên em là thích đắng cay. Cho cả này, chị thêm cả cà lá gì kìa. Gừng hồng chị ha. Nếu mà bảo là không lên là không phải đâu, cái gừng cái sashimi này lên ác phết á. Nhưng mà nó dễ chịu hơn đúng không anh? Nhưng mà nó đầm, nó không có gắt. Đây chị Tuyên thử cái miếng này đi, hắt hơi đúng không ạ? Nó không sốc được cái này. Em mời cả nhà đi. Chị Tuyên ăn có sức để mấy bữa nữa là tiếp rượu phụ em nha. Ok. Không, đặc biệt là đi tập gym đó nha. Nhớ là thầy giáo đã bảo đi tập mà phải đi tập đàng hoàng đấy. Không, Mách sẽ lên cái thực đơn. Dạ vâng. Lên thực đơn thì trong thực đơn đó mình sẽ ý thức được mình cần ăn cái gì và không ăn cái gì. Vâng. Có nghĩa là mình vẫn ăn đầy đủ nhưng mà mình số lượng mình sẽ giảm lại. Rồi, okay. Số lượng mình giảm. Hôm anh xếp thực đơn thì cái hôm mà anh trừ hơi hao cái sau đám hỏi nha. Nên đám hỏi nhiều khi mình không có tuân thủ được á. Nhiều đồ ăn ngon. Nhưng mà chưa bao giờ mình đi rất nhiều nơi rồi nhưng mà
đây là có khi là, đây là con ốc hương mà to nhìn như con ốc sên. Em mời thầy. Rồi. Thầy ra đòn trước đi. Cảm ơn em. Nhìn con ốc này nặng ký thôi. To hả? Thiệt chứ bây giờ thấy con ốc là to luôn á. Đây là con ốc dành cho nhà vô địch các bạn ạ. Rồi nha, thử nha. Nhưng mà đấy, ủa sao nó không lấy ra hết. Đứt gà mất tiêu rồi. Đứt gà đứt như này rồi. Đó yên tâm vẫn lấy được. Rồi. Mút ngược lại thầy ạ. Rồi nha. À, thầy hai thử cho nha. Mình cạch cái nào. Cheers. Cheers. Lấy đi dưỡng này xong lấy được ra này. Và cắt cái đứt gà này. Đúng không? Giòn luôn, giòn. Ăn này nó đã cái mồm nha. Nó giòn, mà nó vẫn thơm nha. Để em xem em có lấy được cái gà không? Con này cứng à. Vỗ vỗ cái đít, vỗ vỗ chứ. Vỗ vỗ cái đít nữa à. Thực ra ăn ốc mình không thích cái món gà đâu nha. Gà này tại vì họ cắt là nó bị nhồi ra tới con này luôn này. Không lấy được. Đây, con ốc này. Này cho anh Dũng này. Cảm ơn bạn Diễm nha. Có đâu này công nhận ăn nó đã cái mồm anh nhỉ. Xứng đáng đồng tiền bác ạ. Phải chấm vào muối tiêu chanh này. Nó giòn nó vẫn thơm nha, có hiểu không? Nhiều quá đó. Nó to nó mùi nó tanh. Nó tanh ốc hương này nó thượng hạng rồi ạ. Không. Có nghĩa là cái này xử lý tốt rồi. Xử lý tốt. Với lại nhà xử lý tốt. Cái hàng Dương Quán là ầm ở vị trí gọi là vị trí đắc địa ở quận 1. Nhưng mà nếu mà so về mặt bằng chung giá thành ấy thì Diễm thấy là để mình đi tiếp khách hoặc những cái buổi gặp đặc biệt ấy thì nó vẫn ở mức là ok, chứ nó không phải là giá gọi okay là giá cao trên quá trời hay là giá cao quá này kia đâu. Thật sự luôn, ở cái mức giá kinh ráp hay tôm hùm hay cả ốc hương thì với Diễm là ở vị trí này là phù hợp. Ôi như nãy em nói đó, cái giá như hải sản đang giảm đúng không? Dạ vẫn giảm này đánh. Nói chung là nắm giá hơi bị tốt đó nha. Nắm giá hơi bị tốt đấy. Bọn em làm video à? Ừ. Có sự đầu tư. Có những tháng xuyên Việt bọn em ấy, một tháng ăn hải sản luôn ạ. Một tháng ăn hải sản Việt Nam để giới thiệu cho mọi người biết. Kiểu này phải cần đi tập gym nhiều rồi. Được. Tại hải sản nhiều nó sẽ tăng cái lượng cholesterol lên. Ui, bạn Diễm lấy được cả miếng gan này anh Mách này. Wow. Ok không anh? 10 điểm, 10 điểm. Anh thấy anh nhận em thêm học trò được không? 10 điểm. Đó. Học trò mà cho này đi ăn thôi. Ừ. Kỹ tiêu. Năng, kỹ năng. Dạ, mời cả nhà nha. Có nghĩa là mặc dù là em ăn số lượng nhưng mà tính ra em đâu có béo đâu. Nó không phải là béo đâu. Đâu béo đâu. À, không béo. Thật sự mà. 10 điểm. Em ơi, lấy cái con sò cho mọi người con đi. Mình tính ngày háo đói mà đang đói thì khó không chịu được. Ngày hôm nay là anh em mình đi từ Long An về cũng hơi trễ nên là tới nhà hàng này, rồi đặt món rồi chờ món đó. Nên là tới giờ này là mọi người đều đói hết, ăn nó sẽ ngon hơn. Thật sự là món mầm đá lúc nào cũng ngon. Mầm đá. Nào anh em mình vô cái nào. Vô. 1, 2, 3. Vô. Mình chiến trước nha. Mọi người thấy cái cạnh này là chắc đẳng. Ừ. Ở bà xã của Hải thường có ăn số lượng có nhiều không ạ? Cũng tương đương với chồng đấy ạ. Kinh thế, kinh thế. Còn nhiều hơn. Nhưng mà cái cò sò đẹp đây rất là to luôn này các bạn này. Mình thấy Tuyên này ăn thịt trâu như gác bếp nhiều hơn. Thì sẽ có vỏ nha, có vỏ nha. À, món này là món sò đẹp nướng phô mai. Nên là sò đẹp à? Thật sự là có một sò đẹp, nó không có nhỏ, không có bé đâu quý vị. Nó lớn mà bất thường luôn á. Có thể là con sò này có tập tạ hay như thế nào đấy. Sai to, mở cái nhà nha. Sò. Rồi. Trời ơi. Đã không? Quá ngọt. Đấy. Thật ra mình ăn cái sò mai này, cái sò đẹp này ăn sashimi cũng ngon. May là có thầy bây giờ yên tâm rồi, ăn uống cứ thoải mái nhá. Anh em đừng bảo tôi đi tập, bây giờ mà ngày mai là tôi ngày nào cũng tập. Tí thầy book cho em khách sạn nào mà nó có phòng tập luôn nhá. Thầy đến thầy training luôn cho. Rồi. Ok, ngày mai thì bác sẽ order cho Hải như bà xã Hải. Một cái phòng tập. Có một khách sạn có phòng tập luôn, chỉnh chu luôn. Rất là high class, rất là kiểu mà thoải mái. Không, nếu mà hôm qua video này có khách sạn nào nhiều sao ở Sài Gòn mà có phòng tập thì cứ liên hệ với Hải. Đấy, vào số Zalo là 0563456789 nhá. Mình đến ở trải nghiệm luôn. Ok không thầy? Đấy. Ok.
À, bây giờ anh em mình ra đòn con này. Đã đến lúc là món chính. Món chính. Em lau tay rồi, bây giờ em cứ không bao tay nha. À, ra đòn đi em. Mình đề nghị là cái con kinh đam này là sẽ do chính tay anh Mách và bạn Diễm xử lý luôn. Rồi. Hai thầy trò cùng kết hợp. À, Diễm cắt trước đi. Hướng ra trước đi. Chúng ta làm thầy. Em sẽ cắt chân xong em sẽ nhờ thầy là bóc cái này ra. Ừ. Bao nhiêu lực thầy dùng hết nha. Trời ơi, tập tạ để làm gì? Đây. Trời đó. Ơi. Tập tạ để làm gì? Đó. Ủa, thật sự luôn là cái con này nó rất là to luôn á, mà kinh đáp mà size 4 kg thế này là cũng thuộc dạng là hiếm nha, hiếm á. Trời ơi. Đấy, ok đấy. Còn tay nào tao lấy to đùng luôn. Con bé này anh thấy là thầy thấy là nó chả rộng mà tay nó to. Như là thầy thấy là thằng đúng rồi, có dám lệch sáu với nó đâu. Anh đừng có nói ai biết chứ. Đâu dám ho à, mình chỉ nói đơn giản là bạn Diễm không phải là người phụ nữ yếu đuối, các bạn rất là mạnh mẽ luôn. Rồi cái phần quan trọng nha, Mách sẽ mở cái này kêu là gì? Cái mai à? Mai, cái mình nó ra nhưng mà cái này là giống như là thầy khui ăn mừng cho chiến thắng ấy. Yes! Come on, baby! Cố lên, thầy ơi! Thầy banh phát ra. Bây giờ em sẽ lấy cái cặp đó nha. Ok, cần hiểu là cái này nó đang sắp lột đúng không em? Dạ, dạ. Cô sắp lột đúng không? Đây. Cái con này là nó có cái lớp vỏ như vậy đó anh Mách. Cho em lấy cái gạch đó nha. Cái phần này ăn được không? Chị giữ đây được ạ. Ăn được không ta? Được. Phần lột đúng không? Không, nó không lột. Anh tin em. Lớp vỏ này nè. Mình để ăn thịt đi thầy. Không có. Đây. Thầy lạ quá vậy. Thầy rất hay. Thôi nhưng mà anh Mách có rất tố chất để làm YouTube đấy các bạn ạ. Vì làm YouTube đầu tiên ấy là làm nội dung là phải hài hước đó. Đấy. Nhưng mà nếu như em nhớ không nhầm, hình như anh Mách còn có một cái tài nữa là tài ca hát đúng không em? Ca sĩ Phạm Văn Mách. À thế à? Vâng. Nhưng mà trước anh hát ở ban nhạc nào nhỉ? Thì trước đây Mách có thi một cái chương trình hát. Chương trình đó thì được trực tiếp trên truyền hình VTV. Thì sau chương trình đó thì Mách cũng thường xuyên đi hát các tụ điểm, ba rồi các sự kiện event. Anh Mách có thể tiết lộ cái bài nào là bài mà nổi nhất của anh trên thì, YouTube thì lúc mà tuần đầu tiên Mách thi là cái bài của nhóm nhóm nhạc Wham, bài Careless Whisper, một cái bài hát trữ tình bất hủ nhưng mà rất là hay, rất là ý nghĩa. Chút xíu Mách hát một khúc cho các bạn nghe nha. Bản quyền không đây? Thôi cái này tí quay xong thầy hát thì hát nhưng tí nữa là ra cái bản quyền. Đây. Ôi ở đây nhưng mà à. Thầy thấy vậy thì chắc em khỏi phải đi tập game thầy à. Trời ơi, chuyên nghiệp dữ dội vậy. Đây các bạn coi này, con kính ráp ở đây là đỉnh luôn nha. Này thịt đặc sắc này. Nói là nhà hàng này là đây là hai miếng để mình cắt đủ cho mọi người thử luôn nha. Mình hy vọng là sau cái buổi gặp gỡ ngày hôm nay thì kể từ hôm nay về sau, bất kỳ khi nào mà anh Mách đạt giải là anh em mình sẽ đi ăn mừng như này các bạn ạ. Liên hoan. Liên hoan. Chả cần đạt giải anh em mình vẫn liên hoan. Không, như vậy để tạo động lực cho một vận động viên thể hình 47 tuổi. Ủa vậy là mỗi lần tạo động lực là phải đi ăn vậy sao? Thế thì xác định luôn. Ok, đó cũng là một năm cái... Năm sau thầy có thi đúng không? Vẫn thi cho em. Nhưng mà có giới hạn tuổi không ạ? Không. Không giới hạn đâu. Anh vừa mới nảy trong đầu một ý tưởng rồi. Riêng từ bây giờ thầy đi... thi đấu ở đâu là sẽ có tháp dùng anh em đi theo. Yeah. Ok chưa? Yeah. Ok baby. Bây giờ nè, sắp tới là trong năm nay. Năm sau là năm 2024. Thì giải vô địch thể hình châu Á được tổ chức tại đảo quốc xinh đẹp Singapore. Cùng luôn. Maldives. Maldives. Ok. Một cái nơi thật sự là thiên đường luôn á. Thiên đường của các bạn. Thầy đi dễ không biết mấy em là tuyển pizza các kiểu. Mình xin pizza từ bây giờ đi. Không có gì, vẫn dễ. Thầy cho bọn em vào thành viên ban huấn luyện. Không có nghĩa là thành huấn luyện về ẩm thực nhá. Không có nghĩa là Mách sẽ set up cái đội của mình riêng, nhưng mà có thể là mình sẽ đi chung với đội tuyển Việt Nam. Wow. Không, nhưng mà em mới đi cạnh em xách vali rồi thầy. Mà sẽ chứ, đi chung với. Vâng, thầy đừng tiết lộ ra là em đi cùng không mà các huấn luyện viên nhìn nó thầy nó chỉ đớp chứ ăn ra thì chết thầy không tập được đâu. Đây, để chúc mừng cho năm 2024 thì mình cũng ăn mừng từ hôm nay là vừa.
Đấy, à, em chúc okay. thầy là năm sau lại chiến thắng. Mà nếu mà Hải Hải đưa đi lần này là cố vấn về dinh dưỡng. Cố vấn về dinh dưỡng. Bây giờ mình lấy thịt ra đi, mình hô một phát đi. Ủa anh Dũng coi này. Ơi. Ui này. Ủa giang cái đi. Đây. Cái này của anh Dũng này. Cảm ơn bạn Diễm, nhất là bạn Diễm để cho hộ mình đi. Đây, để đây nha. Rồi các bạn thưởng thức của anh em mình. Thấy không? Nó rất là đặc đặc ruột nha. Có nghĩa là con này là rất là tươi nha các bạn. Rất là tươi luôn. Nó không bị ốp. Nó tươi. Đỏ luôn, thịt đỏ đó. Em hy vọng là bữa tiệc hôm nay tụi em chúc mừng anh nó sẽ làm cái gì đó làm động lực để anh có thể là đạt huy chương liên tục tới năm anh 60 tuổi. Anh cứ để cho tới khi mà cắt gối ra không tí nhớt nào em biết không? Vô vô vô. Nào. Ôi. 1 2 3 vô. Phạm Văn Mạnh. Mai Đình. Lần sau em cứ hô này thầy cứ hô hô Mai Đình này được nha. Hô lại nào. Phạm Dung. Mai Đình. Ok. Thôi mày. Anh là hai ngày rồi. Thầy là hạ mấy nhà. Anh thấy là thầy mà vào team em là thầy yên tâm không bao giờ buồn. Đường giao tím em ơi bắn ra. Không, cái này là ấm áp lắm thầy ạ. Ủa dạ, mưa đông. Mưa đông. Mời cái nhà nha. Rồi ok. Quá ngon luôn. Trước mình có cái lời hứa là mình khi vàng là mình đi Sapa mà. Ôi, mà bắt đầu 28 bắt đầu 29 đi đấy. Thế thì anh Hải cứ về Sapa. Phạm Dũng lại có nhiệm vụ làm một chuyến xuyên Việt cùng với anh Mách. Ok không? Ok không thầy giáo? Quá ok. Nhưng chốt mà... nhá. Nghĩa là sau 29 là đi. Ừ. Ok. Ủa tụi em là mình cũng đi luôn. Em cũng đi luôn hả? Thì ăn hỏi xong rồi quan trọng gì nữa? Có chồng rồi. Đúng. Xong tụi tụi rồi. Đúng không? Em muốn đòi hỏi gì? Đây anh Dũng thử miếng ngọt liếm luôn đúng không? Cảm ơn bạn Diễm nha. Chắc là bạn Diễm biết mình đói nên là cứ ép mình phải ăn bằng được các bạn ạ. Cảm ơn bạn Diễm rất là nhiều. Ngon quá. Ngọt liếm luôn. Ngọt mà rất là chắc luôn. Ăn thịt nha. Mọi người cứ nói chuyện em mình ăn thôi nha. Nhưng mà phải nói là ngon cái đấy. Đồ ăn ở nhà hàng này đúng là người ta gọi là đắt sắt tam miếng. Đúng. Đắt sắt tam miếng. Thường thường chất lượng nó luôn luôn đi đôi với cái giá của nó. Gọi là tiền nào của đó các bạn. Rồi. Tiền ít mà loại ít đồ thơm là không có. Đấy. Này là xứng đáng đồng tiền hoặc gạo thật sự. Thực sự là nãy giờ anh em mình có nói là đi xuyên Việt cùng với anh Mách nhưng mà mình chưa trò chuyện lại thì không biết là cái lịch trình tập luyện sắp tới của anh Mách là nó sẽ như nào, có bận rộn nó hay không, hay là cái thời gian rảnh cho mình đi xuyên Việt nó có hay không anh nha? Có nghĩa là Mách chưa bao giờ đi xuyên Việt bao giờ, nhưng mà trong cái thời điểm từ đây tới Tết á thì lịch tập của Mách sẽ ít lại là do là không có giải sắp tới, và Mách sẽ sắp xếp để đồng hành cùng các bạn. Vì thật sự đây là một trải nghiệm mới cũng như là một cái khám phá mới, mà đặc biệt đó là cũng là niềm đam mê của Mách. Và đó cũng là một cái sự chia sẻ động lực về ăn uống, động lực về ẩm thực để tất cả các bạn như quý vị hiểu về sức khỏe là phải ăn uống như thế nào, muốn giảm ký phải ăn uống như thế nào đó, và muốn tăng ký phải ăn uống như thế nào. Nhưng mà okay. Báo cáo với cả thầy giáo là em vừa độ con xe của em rồi, lên làm thành ghế để ngon nghẻ lắm rồi, ghế chủ tịch, hôm nào mời thầy ra đi thử xem mà. Wow. Mời thầy đi. Rất là hạnh luôn nghe mời các thầy. Bạn được anh Hải TV mời em Hải, Hải. Không em anh là kiểu mà không, bây giờ là không có kiểu gì cả, bây giờ là em Hải em anh luôn. Rồi ok. Nói nhiều cái lộ mà. Anh ơi nhưng mà nhậu xỉn là đừng có ấy. Đừng không mày táo. Chuyện đó nó nhỏ thì em xỉn nói. Ok. Đó, nếu mà xỉn thì sai mà nói lại. Em cắt cho chị Tuyên giúp anh nhé. Ừ, rất là hạnh nha, trải nghiệm xe mới của em Hải luôn. Thì hôm trước à, cái đây hai hôm đúng không? Dạ. Thì thấy Hải review xe cái niệm màu cam. Đúng rồi, Napa. Đó, màu cam Napa rất là đẹp luôn. Ừ. Mà màu cam nó mắt rất là thích. Vì màu cam nó thể hiện cái sức mạnh của thể thao. Đó, màu cam, đó sức mạnh thể thao đó. Cho nên là mắt rất là thích cái màu đó. Và cũng đó là cái màu mà Hải cũng thích đúng không? Em rất thích luôn. Vâng. Hôm trước thì mình cũng có mời anh Mách đi để tham gia cái buổi tiệc đấy, nhưng mà hôm nay là anh bận tập đến khoảng 6 giờ hay hơn 6 giờ kịp. Anh di chuyển đến nữa thì muộn mất. Đấy. Không, sẽ trải nghiệm. Vâng. Nhưng mà con cua này cua này ngon chất lượng không ăn là tiếc.
À, vẫn 0-0 à? Việt Nam với Iraq. Việt Nam mình mà đá phút thứ 88 vẫn là 0-0 nha các bạn. Ok. Đây. Thì Việt Nam mình làm quả đi cho nó đỡ buồn. Hy vọng 2 phút cuối cùng. Vâng. Đấy, đá què chân ngay từ giữa sân mình gặp. Sang Việt Nam luôn phải không ta? À, đá sân Mỹ Đình nhé. Mỹ Đình luôn. Yeah. Đây cái này là tặng cho cô giáo phụ, là cô giáo phụ là bồi bổ sức khỏe. Em mà hôm đó là nhiều khi là uống cũng không có được nhiều, thì có gì là chị đỡ giúp em. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Thật ra hôm nay khi mà video lên thì cũng có nhiều bạn nói về cái quan điểm là nhờ anh chị bưng mâm hay là giáo phụ để phụ là người chưa có gia đình ấy. Nhưng mà mình cũng nói rất là rõ là với tụi mình là cứ nhẹ nhàng và cảm thấy vui nhất là được. Nên là mình rất là vui khi được các anh chị đã có gia đình, có con. Rồi. Con nàn sao đúng. Dạ đúng rồi. Thì giống như là tụi em đi sinh vía mọi người. Đặc biệt là như anh mắt vào đội hình là sức khỏe, cường tráng. Anh vào là ăn khỏe, đúng anh không? Anh là có tiền. Đấy, vía có tiền. Đấy, nói luôn. Còn diễn viên là vía là có cả trai cả gái và dạy được con ngoan học giỏi. Đấy. Còn các bạn còn lại là mỗi người một cái ưu điểm. Thiếu đấy, dạy chồng luôn đấy. À. Quá tuyệt vời. Hy vọng rằng ngày 28 thì anh Bách có đây có tất cả khán giả ở kênh Phạm Dũng luôn. Thì chắc anh hứa trên đây luôn đi cho nó yên tâm. Là sáng 28 là 4 giờ bắt đầu chuẩn bị là bưng mâm để về Long An ấy. Thì anh thấy là giờ giấc nó có ok không ạ? Trời ơi, mấy gà thấy ghê không? Dạ không, em hỏi luôn để biết à. À, đã là anh em rồi á, thì những cái ngày quan trọng như thế này á, thì không phải hứa nữa đâu. Thì em cứ nói thì tụi anh đúng giờ đúng giấc thì không phải thôi. Đúng rồi. Có lẽ là hai thầy trò mình tập xong khách sạn mình ngủ luôn đấy. Sáng đi, sáng đi, sáng đi sớm. Đi sớm, rồi đẹp. Thấy gần hàng xách tay đi, không thì cứ bảo em. Đó là quá tuyệt vời, một bữa ăn rất là tuyệt vời. Và hôm nay thì Diệp nghĩ là không chỉ mình hay là anh Hải hay là tất cả mọi người, mà có rất nhiều khán giả ở kênh Phạm Dũng là đều là người theo dõi anh Mách. Tại vì hôm mà anh chiến thắng rất nhiều người comment trên kênh em. Hy vọng là các bạn mà yêu thương các anh em mình thì cũng yêu thương luôn anh Mách qua đăng ký kênh Lực Sĩ Phạm Văn Mách. Yeah. Thật sự thì Mách rất là cảm ơn các bạn fan bên kênh Phạm Dũng và Phan Diễm và đặc biệt là kênh của Hải Sa Pa TV. Vì có các bạn thì Mách từ ngày đầu xây kênh thì các bạn đã ủng hộ rồi. Mách hy vọng những ngày tiếp theo các bạn sẽ ủng hộ nữa. Thêm nữa nha. Hy vọng là sau cái bữa ăn ngày hôm nay thì sắp tới anh em mình sẽ được kết nạp thêm một thành viên rất là đặc biệt, đó là anh Lực Sĩ Phạm Văn Mách vào team xuyên Việt các bạn ạ. Và hy vọng là anh em mình sẽ có thật là nhiều cái trải nghiệm thú vị trong thời gian tới. Còn cái clip ngày hôm nay thì mình cũng kết thúc ở đây để anh em mình ăn uống trò chuyện cũng như là bàn cái kế hoạch ngày 28 các bạn ạ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi clip tới giờ phút này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha. Bye. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Còn sau đây là 30 giây quảng cáo dành cho hải sản Phan Diễm. Nếu mà các bạn yêu thương Phan Diễm thì hãy ủng hộ những mặt hàng của Phan Diễm để mình có thêm một tí kinh phí để đi quay những địa điểm ẩm thực, du lịch, chia sẻ với khán giả của kênh Phạm Dũng nha. Hiện tại thì Diễm đang có các mặt hàng như là cổ hủ dừa sấy khô này, yến xào, bạch tuộc, bào ngư, còi sò điệp, hải sâm, vẹm, nói chung là rất là nhiều những cái mặt hàng mà cao cấp và bồi bổ cho sức khỏe. Nên là các bạn nhớ ủng hộ Phan Diễm. Khi mà đặt hàng thì các bạn gọi điện thoại cho Diễm qua số điện thoại là 0981128578. Và cửa hàng duy nhất của Phan Diễm tại thành phố Hồ Chí Minh là 89A Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Mình cùng với là Phạm Dũng rất là cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ mình cùng với anh Dũng nha.